Loan xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay gia đình của Loan đi chợ Cần Thơ chơi. Buổi tối là ghé quán buffet của Ba Còi ở Cần Thơ á cả nhà. Đây là chợ Cần Thơ á cả nhà, chỗ khu Bến Ninh Kiều. Phía đối diện bên đây thì có bán quán cà phê hoặc đồ ăn vặt cả nhà. Hôm qua đây mua sinh tố hoặc là kem cho em bé ăn á cả nhà. Ăn kem gì đó Kim? Kem dâu. Dâm dâm. Đây cũng mới lội qua mua chè Thái, cà phê rồi cho mọi người uống cả nhà. Bên đây bên hông ba lô. Rồi. Chết ơi. Trời ơi. Tới bì. Chết chứ bì. Đó. Vô lựa đồ bánh Ninh Kiều cả nhà. Bán đồ chơi. Chết anh mê quá trời mê luôn. Rồi, here we go. Đi chợ bánh Ninh Kiều. Bánh Ninh Kiều Cần Thơ. Đi chiếc Loan thì buồn. Nó Út nó về rồi, về đi chơi với nó. Bi nó khoái nạn không. Trời ơi, hai ông nhóc của tôi. Game hả? Play game. Ồ, đứa mình đâu rồi. Ồ, mấy cái này là trên game không á. Cái quạt hành. Mình có biết gì đâu. Cái này trời ơi, xuống đất luôn rồi. Đó rồi, chát nè. Màu đỏ. Đây, lấy cái màu xanh với cái màu đỏ đi hả? Trả lại cái kia đi hả? Cái ngôi sao này. Bánh Ninh Kiều mua đồ. Quên mua quần áo trong chợ Bến Ninh Kiều nha cả nhà. Ở trong đây mới có size lớn 4XL hoặc là 5XL cả nhà. Ở Sóc Trăng kiếm mua không có size lớn á cả nhà. Bây giờ gia đình Loan đi qua công viên chỗ Bến Ninh Kiều nghe cả nhà. Dạ không. Rồi con đi tối chút về rồi. Lên cái bên con kịp á. Thơ. Rồi à. Đi chợ nổi Cần Thơ đó. Nó đó, cái giai đoạn mà nẫm lên nẫm xuống vậy cái. Cái giờ không tới. Nó chợ chỗ bánh tàu đi chợ nổi Cần Thơ cái nha. Du lịch Cần Thơ, du lịch cảng Ninh Kiều. Bến Ninh Kiều Cần Thơ. Yeah. Cần Thơ là nước ngập rồi nè cả nhà. Đó. Tháng 10. Bắt đầu giờ này nó nước nó tràn lên tới trên thành phố luôn. À, nước cái này nó ngập lên rồi cả nhà. Ngập lên rồi đó. Không có ăn tiếng đồng hồ nữa tràn tới trong luôn. Ừ, thì nó đang tràn đó. Nó đang tràn là nó chảy tràn tràn vô á. Cần Thơ là tháng 10 là ngập nước lắm cả nhà. Đó, từ sông. Vô từ từ rồi. Đây sông lớn nè. Đi đi con ơi. Come back inside. The river. Yeah, the river. Nó thấy nước tràn vô nó mê kìa. Hai đứa nhỏ. Thấy nước tràn.
lạ, thấy lạ. Nước ngập cái lạ. Đó, chạy ra. Ngọ, nó ngập vô tới đây cả nhà. Rồi. Trời nó trời này. Năm giờ nước lên rồi đó. Giống như cái sông vậy. Quá đường mình đi ăn mới ngập vậy hả? Dạ, bên đó. Gia đình Long ghé quán buffet của Ba Cội Cần Thơ nha cả nhà. Giá vé người lớn là 160.000 cả nhà. Trẻ em dưới 1m35 thì 80.000. Trẻ em dưới 1m2 đi kèm người lớn thì được miễn phí cả nhà. Khi mua vé vào cổng thì cả nhà nhớ mua vé nước uống luôn cả nhà, để khỏi mất công mình phải quay ra mua vé lần nữa. Đi lấy đồ ăn rồi lại bàn. Lại bàn. Rồi đi thẳng qua bên em luôn nha. Mỗi người sau khi mua vé vào cổng sẽ được đeo một chiếc vòng giấy màu vàng nha cả nhà. Rồi. Muốn đi chát. Cái Ninh Kiều, Cần Thơ.
rồi.